Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2021, tình hình giá phân bón như sau. Giá ure chững lại ở mức cao kỷ lục sau nhiều ngày tăng liên tục. Chào giá phân bón các loại cũng tiếp tục giữ ở mức cao trong bối cảnh nhu cầu cao tại nhiều khu vực. Khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 590.000 đồng đến 610.000 đồng một bao, Phú Mỹ 580.000 đồng đến 600.000 đồng một bao, Ninh Bình 520.000 đồng đến 540.000 đồng một bao, phân DAP Hồng Hà 830.000 đến 850.000 một bao, Đình Vũ 630.000 đến 640.000 đồng một bao, Kali Miễn Cà Mau 500.000 đến 510.000 đồng một bao, Phú Mỹ 500.000 đến 510.000 đồng một bao, phân NBK 16-16-8 ba con cò 510 đến 530.000 đồng một bao, Phú Mỹ 520.000 đồng đến 560.000 đồng một bao, Việt Nhật 510.000 đồng đến 530.000 đồng một bao, Cà Mau 520.000 đồng đến 560.000 đồng một bao. Khu vực Đông Nam Bộ Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 610.000 đồng đến 620.000 đồng một bao, Phú Mỹ 600.000 đến 620.000 đồng một bao, NBK 20-20-15 TE Bình Điền 740.000 đến 770.000 một bao, NBK 20-20-15 Bình Điền 720.000 đến 750.000 một bao, phân Lân Văn Điển 190.000 đến 200.000 đồng một bao, NBK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 600.000 đến 620.000 đồng một bao, Kali Miễn Cà Mau 470.000 đến 490.000 đồng một bao, Phú Mỹ 480.000 đến 500.000 đồng một bao. Giá này là giá nông dân mua tiền mặt và mang tính chất tham khảo trên mỗi bao 50kg nha quý bà con. Rồi cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây nè. Nếu như quý bà con mình hôm nay có mua phân bón rồi và có giá thì vui lòng bình luận dưới kênh Nhà Nông Miền Tây để kênh Nhà Nông Miền Tây nắm được thông tin nha. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.